Vậy là 2021 rồi. Ui, kiểu sao lại nhanh thế nhở? Cảm giác kiểu lịch sử nhân loại tự nhiên khuyên mất một năm ấy. Chả làm cái quái gì đã sang 2021. Nhưng mà cái đáng lo hơn đấy là chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là đến Tết âm lịch rồi mọi người. Lương thưởng cắt, vật giá thì leo thang, còn chưa có người yêu nữa. Nhưng mình vẫn có một cái tin rất là vui cho mọi người vào những cái thời điểm cuối năm như thế này. Trong khi những thiết bị iPhone 12 đang rất khan hàng, giá thì mặn hơn muối biển, thì chúng ta đang có những thiết bị iPhone cũ được giảm giá và cụ thể hơn ngày hôm nay. Như tiêu đề của video, chúng ta sẽ cùng nhau nói về iPhone XR. Hiện nay đã có mức giảm có thể nói là rất sốc khi các bạn có thể mua những thiết bị iPhone XR hàng VNA mới tinh với giá khoảng tầm 12 triệu. Còn nếu như các bạn mua hàng cũ ấy, thì nó sẽ chỉ có giá từ 10 triệu thôi. Thì liệu rằng 2021 rồi, có nên mua iPhone XR để mà sử dụng lâu dài? Thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, vì iPhone XR hiện nay vẫn đang được Apple phân phối chính thức đó, thế nên là khi mà mọi người đi mua thì mọi người sẽ được ưu ái một cái phiên bản Special Edition, hay còn được biết đến với cái tên gọi là phiên bản rút ruột công trình. Nó giống hệt so với hộp của iPhone 11 mới đó, và nó giống hệt so với hộp của iPhone 12, 12 Pro và 12 Pro Max, mỏng dính như thế này đó. Nhưng mà đây cũng là một trong những cách để các bạn nhận biết được là các bạn đang mua một phiên bản iPhone XR của năm 2020-2021, một phiên bản mới. Và đương nhiên phía bên trong thì sẽ chỉ có duy nhất đấy là một sợi cáp Sister Lightning bảo vệ môi trường. Yeah, bảo vệ môi trường. Oh, trái đất này là của chúng mình, quả bom xanh bay giữa nồi canh. Nhưng mà thôi, cũng coi như là một lời an ủi đúng không? Bởi vì bản thân XR thì cũng có hỗ trợ sạc nhanh. Thế nên là mọi người khi đi mua hộp 11 mà. Thế nên là khi mọi người đi mua ấy thì chỉ cần đơn giản là mua thêm một cái củ sạc nữa thôi là có thể sạc nhanh được rồi. Tiếp theo là về thiết kế của iPhone XR năm 2021 thì công bằng mà nói, cái phần nhìn của nó thì cũng khá là cũ rồi. Nếu như mà iPhone 11 đeo ốp vào thì nhìn có thể nói là giống hệt iPhone 12, thì iPhone XR đeo ốp vào nhìn nó lại giống hệt iPhone 8, bởi vì nó chỉ có một cam duy nhất thôi. Và ngoài ra mặt lưng thì vẫn là mặt lưng cũ này, chúng ta vẫn có một cái logo táo rất là cao ở đây. Ngay cả con iPhone SE 2020 thì cũng không có dùng cái mặt lưng cũ này nữa. Cá nhân mình một lần nữa, mình còn thích cái thiết kế theo cái dạng bo tròn mềm mại cũ như thế này hơn là cái thiết kế vuông vuông ở trên những con iPhone 12 mới. Bởi vì mặc dù nhìn nó đẹp thật đấy, nhưng mà cầm nắm trên tay các thứ thì nó cấn cộm và nó rất là khó chịu. Thật ra thì phần nhìn hơi cũ nó cũng chả vấn đề lắm, mua về để dùng chứ mua về để khoe quái đâu đúng không? Cầm sướng là được rồi. Về màn hình thì iPhone XR có màn hình giống hệt so với iPhone 11 và đều tệ như nhau. Viền màn hình rất dày, rất dày. Nó dày đến cái mức mà các bạn có thể nhét được cái đầu ngón tay vào mà nó vẫn còn thừa một khoảng. Đó, và cái độ phân giải thì cũng khá là thấp, còn chưa cả đến Full HD. Nếu như mà xét ở cái tiêu chuẩn thời điểm hiện tại thì cái màn hình của XR với của iPhone 11 ấy, nó đã lỗi đến mấy thời rồi. Con XR màn hình của nó lỗi thời và bị chê ngay từ cái thời điểm nó ra mắt cách đây 2 năm. À, có thể nói là Apple khá là kiểu bủn xỉn keo bẩn đúng không? Trong khi iPhone 12 mới ra, mức giá thì có thể nói là tương đương, không chênh quá nhiều so với XR và 11 thời điểm ra mắt. Ấy vậy mà nó có màn OLED, độ phân giải cao, hiển thị tuyệt vời xuất sắc. Thế có cay không? Nhưng mà ngoài cái điểm đấy ra thì dùng lâu chắc cũng sẽ quen thôi. Màu sắc các thứ thì vẫn rất là đẹp, không có vấn đề gì cả. Mình có rất nhiều người bạn sử dụng iPhone 11 và iPhone XR thì khá ngạc nhiên là họ cũng chẳng bao giờ phàn nàn gì về cái màn hình này. Do đó thì đây sẽ là cái điểm mà mọi người cần phải thực sự lưu ý khi mà quyết định chọn mua. Hãy thử trải nghiệm trước, hãy thử nhìn sơ qua trước xem các bạn có vấn đề về cái màn hình này không. Cụm Face ID các thứ thì vẫn giống mấy cái máy mới ra thôi, tốc độ nhận diện cũng rất là nhanh. À, nếu như mọi người mua iPhone XR thì nó sẽ giống iPhone 11 là mọi người có tới 6 lựa chọn màu sắc khác nhau. Vào cái thời điểm nó ra mắt thì đây là cái máy đem đến một cái làn gió mới cho những người sử dụng iPhone, vì nó có rất nhiều màu sắc đẹp và trẻ trung. Trong đấy đặc biệt mình cực kỳ mê cái màu là màu coral ấy. Cái hồi ngày xưa mình unbox phát mình nhìn mình thích luôn. Đó, thế nên nếu như mọi người mà mua XR thì sẽ có một cái điểm cộng là mọi người sẽ có rất nhiều lựa chọn màu sắc tha hồ để lựa chọn, chứ không giống mấy cái máy dòng Pro thì nó khá là ít màu.
Với 2 năm tuổi đời thì có thể nói là cấu hình của XR nó cũng hơi cũ cũ một tí rồi. Chúng ta có A12 với 3GB RAM. Và đây là cái điểm AnTuTu của XR khi mà so sánh với con iPhone 12 mới ra, để mọi người dễ dàng hình dung ra cái khoảng cách hiệu năng nó sẽ như thế nào. Nhưng mà công bằng mà nói thì đây vẫn là một cấu hình rất tốt và rất ổn, để mọi người có thể an tâm sử dụng tất cả những tác vụ hàng ngày mượt mà lên iOS 14 rất là ngon, thậm chí là cả chơi game nặng luôn. Và nếu như nói là có thể sử dụng được lâu dài hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Mình nghĩ là phải dùng được đến iOS 17 là ít, có nghĩa là khoảng 3 năm nữa. Không nói đâu xa nhá, ngay cả con iPad 10.2 inch vừa mới ra mắt của Apple vẫn còn đang sử dụng cấu hình này, vẫn dùng A12, vẫn 3GB RAM. Đó, thế nên là riêng cái khoản là có dùng được lâu dài hay không thì câu trả lời là hoàn toàn có. À, nó chỉ có một cái điểm trừ nho nhỏ thôi, cũng không nho nhỏ lắm, nhưng mà đấy là nó chỉ có 3GB RAM. RAM ít thì đương nhiên là đa nhiệm nó sẽ hơi thọt, game app thì có thể sẽ bị lốt lại thường xuyên hơn. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà ở những cái thiết bị iPhone đời mới thì đã được nâng lên thành 4GB RAM. Thậm chí là con iPhone 12 Pro và Pro Max còn dùng tận 6GB RAM cơ. Với một cái thiết bị 2 năm tuổi như thế này thì đương nhiên là nó sẽ có những cái thiếu hụt nhất định về mặt camera, và thua thiệt khá là nhiều nếu như xét ra ở cái thời điểm hiện tại. Dễ thấy nhất ý, đấy là con XR nó chỉ có một camera thôi. Xu hướng bây giờ là gì? Là phải thật là nhiều lỗ, đúng không? Lỗ sâu, lỗ rộng, lỗ xa, lỗ hẹp, lỗ nhị. Chết lại, nhầm. Nhưng mà thật ra thì 90% trường hợp mọi người sử dụng thì mình nghĩ đa phần sẽ đều chỉ sử dụng camera chính thôi. À, ngay cả bản thân mình dùng con iPhone 12 Pro nó có tận 3 camera. Nhưng mà cái số lần mà mình sử dụng ống kính tele và ống kính góc rộng ấy thì nó cũng khá là ít. Khá là ít thôi, không phải là không có nhá, nhiều thì vẫn hơn. Nhưng mà mình nghĩ là đa phần trong những cái trường hợp hàng ngày thì mọi người cũng sẽ khá là hài lòng với chỉ một camera ở trên XR. Ảnh cho ra từ XR thì vẫn rất là ổn và thừa đủ cho những cái nhu cầu chụp choẹt này, check-in sống ảo này, thậm chí là cả quay video luôn. Quay video 4K, thu âm các thứ đều rất là ok. Tự tin khẳng định luôn, trong tầm giá thì con XR này có thể nói là đứng top những cái máy chụp hình và quay video ngon nhất. Đấy, trong tầm giá này nhá. Nhưng mà nó sẽ có những cái nhược điểm cũng khá là lớn. Cái thứ nhất, đấy là thiếu hụt đi Night Mode. Mọi người có thể nhìn ngay trên màn hình là nhận ra được rất là rõ. Việc có thêm Night Mode nó cải thiện khả năng chụp đêm của những thiết bị iPhone kiểu nó kinh khủng tởm như thế nào. Cái thứ hai ấy, đấy là camera trước của iPhone XR vẫn là camera góc hẹp. Và nó khá là hẹp để mọi người có thể selfie một cách thoải mái. Và đặc biệt đối với những bạn nào mà định mua về để quay vlog ấy, giống kiểu của mình ấy, thì camera trước nó đã hẹp rồi mà nó còn không quay được video 4K ở camera trước. Đó, thì đây sẽ là cái điểm mà mọi người cần phải thực sự lưu ý. Ngoài ra thì sẽ còn một cái điểm nữa, đấy là vì nó chỉ có một cam thôi, do đó thì khả năng chụp hình xóa phông nó sẽ chỉ giới hạn là chỉ xóa phông được 10 thôi. Nhưng mà đối với mình thì đây không phải vấn đề lớn lắm, mà cái vấn đề lớn nó sẽ là không có Night Mode, camera trước góc rất hẹp và không có 4K. 2942 mAh, cái dung lượng vật lý nó còn cao hơn cả iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Vào cái thời điểm mà XR ra mắt thì nó được mệnh danh là chiếc iPhone pin trâu nhất từ trước đến nay. Ông hoàng về pin, con quái vật về pin, con nghiệt súc về pin, con súc sinh về pin. Nhưng mà đấy là 2 năm trước thôi, chứ bây giờ thì cái danh hiệu đấy nó phải nhường lại cho dòng Pro Max rồi. Riêng về khoản pin ấy, cái màn hình xấu bây giờ nó lại là một cái điểm cộng khá là lớn, vì màn hình độ phân giải thấp, tiêu tốn không quá nhiều điện năng. Mặc dù pin thì không thể ngon được như iPhone 11 hay là một vài con Pro Max mới ra, nhưng XR vẫn là một trong những cái máy hoàn toàn có thể thoải mái cho mọi người sử dụng trong từ một ngày, thậm chí là một ngày rưỡi nếu như nhu cầu mọi người không quá cao. Xuyên suốt video thì mọi người có thể để ý thấy là mình đều tập trung chỉ ra những cái điểm chưa tốt của XR nhiều hơn, vì mình biết là mười mấy triệu không phải là một số tiền nhỏ, và cuối năm thì có rất nhiều bạn đang có nhu cầu gọi là mua iPhone mới, lên đời điện thoại các kiểu. Đó, do đó thì hy vọng là mình đã phần nào giúp ích được cho mọi người nhìn thấy được là những cái được, những cái mất, những cái hạn chế nếu như mọi người mua một cái máy đã 2 năm tuổi như XR thì nó sẽ như thế nào. Còn nếu như để trả lời câu hỏi nó có dùng được lâu dài hay không thì đương nhiên là có. Dùng được rất lâu nữa là đằng khác. Nhưng mà dùng lâu dài nó có sướng hay không ấy thì đó mới là cái vấn đề mọi người cần phải quan tâm. Màn hình của nó khá là xấu này, camera trước sau đều nó rất là cũ rồi. 12 triệu thì chúng ta còn có những cái lựa chọn nào khác nhỉ? Chúng ta sẽ có thể mua được XS cũ, XS Max cũ, iPhone 11 cũ. Nhưng mà tất cả thì nó đều có từ cũ ở đấy. Những cái máy đã ra mắt 1 đến 2 năm rồi thì cũng không thể biết được là liệu nó đã bị như thế nào, đúng không? Nó đã bị mông má ra sao, xong bảo hành, bảo tỏi các thứ nó rất là đau đầu. Do đó thì đấy, đơn giản là mọi người có thể mua được một con XR mới tinh.
nguyên hộp, tự tay bóc seal, hàng mới, bảo hành VNA chính hãng. Thì mọi người cảm thấy sao? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới và chúc mọi người tìm được iPhone ngon, xịn cho mùa mua sắm cuối năm thực sự đau đầu này. Sắp tới thì mình sẽ làm thêm một cái video nữa nói về những con iPhone mà mọi người nên tránh, không nên mua vào thời điểm cuối năm nay. Đó, nếu như mọi người muốn xem, đừng quên subscribe và comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.